chào ông ơi, chào ông ơi, chào bé, xin lỗi mình, và hôm nay mình có những thêm gói hàng nữa. Và cái này được là con C3 Trident. Ở đây cũng có một con, nhưng mà con này đã bị hư rồi, bị hư ren rồi, giờ mình chỉ được chân thôi. Và trong đây là một con mà mình đã đổi, mà đổi con Jury Officer Vector để lấy mẹ, để lấy mẹ. Mà bây giờ mình sẽ bắt nó thôi. Thường kiểu cái đóng gói thì mình không có cái gì về giấy. Ok, giờ để trong một cái túi. Và wow, ai nhìn đây, và có cả con dây trên này, và sẽ chơi thật luôn. Nè nè, một kinh luôn đây. Nó là nền bạc màu xanh dương và slash. Đây. Hai Trident. Và ở đây cũng có con dùng hay cho sẵn là yêu battery shutter. Tuy nhiên cũng tạm được thôi. Và bây giờ mình sẽ mở bên trong coi nó có gì bên trong. Ồ, hát sổ khá là tốt. Hát xanh luôn. Bearing là CT. Nguyên cũng khá là mượt, cũng khá là ổn. À, cái sơn này là sơn bóng nên là nó có gọi là những chơi chiếc grind được chứ lắm, nhưng mà phải nói là con này rất là tùy, rất là cực kỳ bền luôn.
Ok, mình nghĩ là làm video đến đây thôi. Và see you bye rồi. Cảm nhận của mình là khá nhỏ nhưng mà nó khá tốt. Nó vừa gọi là nó rất tốt, không có gọi ăn, chỉ có điều là nó sẽ cảm giác hơi lạ đối với một số bạn nào đó không có chơi vô nhiều, không bị rộng ha. Cho nên là C3 Trident mình nghĩ là con C3 không sản xuất con này nữa, nhưng mà khá đáng tiếc. Nhưng mà phải nói là một trong những video khá là rất, rất là tốt, và một khác những khi mình chơi nó ha. Thì đó, video của ngày hôm nay xin các bạn có câu hỏi gì hãy comment dưới, hãy like subscribe channel của mình để biết nhiều video của mình hơn. Và xin chào bạn.